Có thể thấy, một trong những điểm nổi bật của giáo dục và đào tạo huyện Xuân Trường là chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong top đầu các phòng giáo dục của tỉnh Nam Định. Không chỉ giữ vững sự ổn định trong suốt nhiều năm liền, mà còn ngày càng đi lên, trong đó phải kể đến việc ươm mầm, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Để có được những thành tích tự hào đó thì không thể không kể đến sự đóng góp của 61 đơn vị giáo dục của huyện Xuân Trường, trong đó có những điểm sáng về giáo dục. Trường Trung học cơ sở Xuân Trường là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh Nam Định, luôn dẫn đầu thành tích trong giáo dục. Năm học 2021-2022, kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông nhà trường đứng thứ 2 trên tổng số 226 trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Không chỉ đạt thành tựu trong giáo dục đại trà, mà giáo dục mũi nhọn, nhà trường cũng luôn phát huy. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2021-2022, nhà trường đứng thứ nhất toàn đoàn cấp huyện, đứng thứ nhì cấp tỉnh. Luôn đi đầu trong giáo dục toàn diện, trường trung học cơ sở Xuân Trường còn đạt kết quả ở các cuộc thi cấp quốc tế. Trong kỳ thi Toán, Tiếng Anh, CIMO năm học 2021-2022 vừa qua, trường đã có một học sinh vinh dự đạt huy chương đồng tại vòng 2 và đã được Chủ tịch nước tặng bằng khen. Hội thi khoa học kỹ thuật toàn tỉnh Nam Định các năm, trường trung học cơ sở Xuân Trường cũng luôn có giải cao. Kết quả mà nhà trường đã đạt được đã góp phần đóng góp vào thành tích chung cho sự nghiệp giáo dục huyện Xuân Trường và đã khẳng định được vị thế của vùng đất học.